chúng tôi đang xây một cây cầu. Một cây cầu kết nối giữa khách hàng và sắc đẹp. Oracle là trung tâm thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc. Và chúng tôi vinh dự, tự hào là thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu châu Á với hơn 100 chi nhánh tại 25 quốc gia như Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Với đội ngũ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm và các chuyên viên được đào tạo bài bản, luôn nhiệt huyết với nghề. Và nay, chúng tôi đã có mặt tại Việt Nam. Chúng tôi chào ngày mới bằng nụ cười. Oracle không chỉ sở hữu các quy trình làm đẹp tiêu chuẩn y khoa hiện đại nhất trên thế giới, mà Oracle nổi tiếng với đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, các chuyên gia, các nhà khoa học và hệ thống quản lý khép kín, tạo nên một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện. Chúng tôi hiểu rằng, khách hàng luôn tìm kiếm giải pháp làm đẹp đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả. Chính vì vậy, Oracle Việt Nam đã đầu tư hơn 5 triệu USD cho hệ thống thiết bị, máy móc, công nghệ làm đẹp đỉnh cao trên thế giới, phục vụ nhu cầu làm đẹp của hàng trăm nghìn khách hàng Việt Nam, người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đặc biệt, Oracle Việt Nam luôn tuân thủ quy chuẩn y khoa quốc tế của Oracle toàn cầu. Tất cả các liệu trình làm đẹp đều được thăm khám và chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa. Với các liệu trình điều trị sử dụng công nghệ cao, chính bác sĩ sẽ là người trực tiếp thực hiện. Nhờ vậy mà Oracle Việt Nam tự tin cam kết với khách hàng về độ an toàn và hiệu quả làm đẹp được tối ưu nhất. Đến với Oracle, khách hàng được lắng nghe, thấu hiểu và chăm sóc tận tình. Công việc chúng tôi đang làm chính là sự cách tân trong việc chăm sóc sắc đẹp, mang đến cho khách hàng giải pháp làm đẹp trọn gói, toàn diện, đúng chuẩn y khoa. Khách hàng của chúng tôi mỗi ngày chia sẻ rất nhiều câu chuyện và chúng tôi hạnh phúc khi được lắng nghe những câu chuyện ấy. Mỗi ngày, chúng tôi đều nỗ lực, sẵn sàng, hân hạnh hỗ trợ khách hàng trên hành trình trở thành phiên bản xinh đẹp nhất, hạnh phúc và thành công nhất của chính mình.